cung cách phục vụ rồi là tư vấn cho khách hàng thì chị thấy rất là tốt. Dạ vâng. Mọi cái thì chị thấy công ty mình cũng chăm sóc khách hàng rất là tốt, mà bản thân bọn em đi làm thì cũng rất là ok. Hôm nay thì mình sẽ gọi điện cho một số khách hàng đã mua bất động sản của mình, nhưng mà do đặc thù công việc cũng như là rất nhiều các yếu tố khác cho nên là không thể quay được video, và hôm nay thì mình sẽ gọi điện để xin cái feedback, cái cảm nhận của khách hàng trong cái quá trình mà mua đất bên mình. Đây toàn bộ là những khách hàng mà đã nhận sổ rồi các bạn ạ. Và trong cái quá trình mà làm cái nội dung này thì nếu bạn nào phát hiện ra mình dàn dựng thì mình sẽ, cá nhân mình sẽ thưởng cho các bạn 1 tỷ. Đấy, bây giờ sẽ gọi điện, mong là chị sẽ nghe máy. Mình sẽ gọi cho khoảng một số người. Chị nghe đây. Chị à? Vâng ạ. Em đang muốn xin chị một cái đoạn gọi là feedback, cảm nhận đấy. Bởi vì là do cái đặc thù công việc em không xin phép ghi hình được với chị, thì chị có thể cho em xin một cái đoạn gọi là cảm nhận của chị trong cái quá trình mà đầu tư bên em ấy, cũng như là giao dịch bên em, sử dụng các cái dịch vụ bên mình ấy. Vâng ạ. Được các em tư vấn này rồi là tất nhiên thì chị thấy là rất là ok, rất là chân thành. Tại vì là chị thì với cái lĩnh vực này thì mình muốn cái gì nó cũng phải rõ ràng. Vâng. Đấy, giống như người ta đi mua hàng ấy, hàng hóa nó phải chất lượng và thứ hai nó phải rõ ràng. Vâng. Đấy. Chứ còn nếu như mà mình mà cứ có những cái đẹp cái hay nhưng thực tế thì lại không được như thế thì khách hàng người ta rất là phần lòng. Vâng. Thì để mà khách hàng người ta tin tưởng thì cái đầu tiên là mình phải bên mình ấy thì chuẩn bị, thì thấy là bên mình là đã cung cách phục vụ rồi là tư vấn cho khách hàng thì thấy rất là tốt. Dạ vâng. Trong quá trình mà làm việc với cả em cũng như là bên công ty thì chị có cái điều gì mà chưa hài lòng về cái chất lượng dịch vụ không? Thì chị có thể cho bọn em xin cái phản ánh để bọn em có thể là phục vụ tốt hơn đấy. Không, thực ra là để với cái cách phục vụ rồi là những cái tư vấn của bọn em ấy, rồi là những cái chính sách của công ty đưa xuống thì bọn em đều truyền đạt cho bọn chị đấy ít cả. Vâng. Không có cái gì không rõ cả, cái gì rõ không rõ thì bọn chị đã hỏi rồi. Vâng. Thì bọn em cũng là phục vụ rất là chu đáo, nhiệt tình. Dạ vâng ạ. Thì có cái là muốn tư vấn rộng hơn các cái sản phẩm, ví dụ như ngoài cái sản phẩm mình cung ứng ra ấy. Dạ. Thì chị như khách hàng thì là muốn biết là những cái vị trí xung quanh được, tự vì người ta không thực tế được xuống người ta xem tận nơi. Dạ. Thì người ta muốn là cái kiểu mình review sâu hơn nữa về các cái xung quanh cái điểm đất rồi các thứ ấy. Đấy, khu vực đấy nó còn điểm yếu điểm mạnh ở cái lĩnh vực gì. Dạ vâng. Đấy. Để cho khách hàng người ta hiểu sâu hơn ấy. Điểm mạnh nó là gì ở cái khu đấy, có dụng người ta có làng nghề hay không, hay là không có dân chủ yếu sống bằng cái gì đấy, ví dụ thế thì mình rồi ạ. Muốn nó sẽ mình chi tiết hơn và sâu hơn về cái địa bàn đấy. Ấy, tức là mình không trực tiếp xuống được. Vâng. Thì mình rất muốn là cái thế mạnh của cái khu đấy, hoặc là không thế mạnh mà nó có cả điểm mạnh điểm yếu, tất cả mọi cái được và cái chưa được. Dạ, ở cái khu đấy. Em hiểu. Tụ dân chủ yếu là sống bằng nghề thuần nông này, hay là người ta sống chủ yếu bằng nghề đi biển này, hoặc nghề gì đấy, ví dụ thế. Hoặc dạ. Là đây đối đây là một làng nghề truyền thống này nọ này, hoặc tóm lại hoặc là không làm cái gì, hoặc là dân chủ yếu là có những dân mình người ta chủ yếu là người ta buôn bán hoặc người ta đi làm ăn sao thì đấy, có nghĩa là mình sẽ review nó sâu hơn một chút. Rồi ạ, em hiểu. Thế về thì bọn khách em hàng người ta sẽ có cái nhìn nó tổng quát hơn em ạ. Dạ vâng, còn ok. Còn như chị. Thế này thì là nó chỉ có ở một cái lĩnh vực mà chưa hiểu nó như thế nào nữa. Rồi, ok chị. Em sẽ rút kinh nghiệm và lần sau bọn em sẽ có những cái sự khai thác thông tin ở xung quanh để cho mình có thể là hiểu hơn về cả cái khu vực đấy, cả cái huyện đấy, để mình có thể là có cái góc nhìn nó tổng quan nhất đấy. Rồi, đấy. Vâng. Bởi vì khách hàng người ta, nếu như người ta trực tiếp người ta xuống. Vâng ạ. Như với như chị mà đi xem ấy, trực tiếp xuống chị cũng phải sẽ tìm được điểm mạnh và điểm yếu. Dạ vâng. Của cái khu đấy, chứ không phải chỉ nhìn vào cái thế. Đấy. Dạ. Thì chị rất muốn và rất muốn nó vạch nó ra sự thật nó là như thế, tại vì mình chấp nhận thì mình làm mua không thì thôi, ví dụ như thế. Dạ vâng. Thì nó vâng. Không bị lăn tăn, mà thứ hai là mình cũng hiểu rằng là cái khu đấy của mình là nó chuyên sản xuất bằng cái này, hoặc là nó không sản xuất cái này, thì dân chủ yếu là sống bằng nghề nông đấy.
Dạ rồi em thì hiểu. Sau này ví dụ như là mình còn nhìn thấy cái sự, ví dụ như là bao giờ thì cái khu đấy nó có thể có tiềm năng tăng giá thì mình sẽ đi sâu hơn. Mọi cái thì chị thấy công ty mình cũng chăm sóc khách hàng rất là tốt, mà bản thân bọn em đi làm thì cũng rất là ok. Dạ vâng, cảm ơn chị. Từ cách giao tiếp với khách hàng rồi cho đến cách phục vụ các thứ chị thấy rất là tốt. Dạ vâng. Ừ. Ok. Cơ bản là tất cả mọi cái là phải có tìm tin với khách hàng thì bọn em tạo được cái đấy rồi. Dạ vâng. Ok chị, rất là cảm ơn chị. Hẹn gặp chị một ngày gần nhất. Rồi ok em. Đây là một cái chị khách hàng mà có mua một cái bất động sản bên mình. Cái hôm mà chị đi ký công chứng ấy thì là chị nhất quyết không ký, bởi vì là chị sợ đấy là cái sổ giả, chị rất là lo. Nhưng mà sau một thời gian giải thích mấy cả chia sẻ cho chị thì chị cũng đã hiểu và chị ký. Và đến thời điểm hiện tại thì chị cũng đã nhận sổ đâu đó được khoảng 2 tháng rồi. Thì đấy là một trong rất rất nhiều khách hàng mà bên mình đã phục vụ, và mình cũng sẽ làm hẳn một cái series để gọi điện xin feedback của khách hàng. Và nếu bạn nào mà phát hiện ra bên mình mà dàn dựng ấy thì cá nhân mình sẽ tặng cho các bạn 1 tỷ. Ok,